Xin kính chào quý vị trở lại với chương trình Hội luận trong tuần. Với Vũ Quý Hạo Nhiên và Vũ Quý Hiển đang ở ngoại quốc. Thì bây giờ mình nói về chuyện khá là hot trong vài tuần nay và cũng sẽ hot trong khoảng cỡ hồi nãy anh Hiển có đếm ra là khoảng 11 tuần nữa là vấn đề tổng bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Một bên là Đảng Cộng Hòa có ông Trump là ứng cử viên Tổng thống, J.D. Vance, ứng cử viên phó tổng thống, và bên Dân Chủ thì có bà Kamala Harris là ứng cử viên tổng thống và ông Tim Walz là ứng cử viên phó tổng thống. Thì hiện giờ ai đang dẫn đầu với tình hình ra làm sao anh? Từ cái hồi mà đảng Dân Chủ đề cử bà Harris lên á, là coi như là hồi xưa thì ông Biden đang bị thua, người ta nói là ông sẽ chắc chắn là bị thua. Rồi sau cái vụ mà ám sát hụt của bị ông Trump á, là coi như là ai cũng nói là chắc chắn là ông Trump sẽ thắng cử. Rồi từ lúc mà nhưng mà từ lúc mà đảng Dân Chủ đề cử bà Harris lên á, người ta nói rằng là bên đảng Dân Chủ là hào hứng lắm, họ nhiệt tình, họ thích. Rồi trong vòng chưa tới 24 tiếng đồng hồ là coi như là mặc dù là không có đi tranh cử cái bầu cử sơ bộ, nhưng mà trong vòng 24 tuần là bao nhiêu cái người cử viên, ứng cử viên là cũng đều bầu cho đồng ý với bà Harris là đại diện cho đảng Dân Chủ. Thành ra là khi mà đi tìm hiểu, nghiên cứu về cử tri á, thì người ta nói rằng là những cái tiểu bang mà tossed up, tức là tiểu bang màu tím, là có rất nhiều người chưa có biết là thì theo đảng nào, thì họ nói rằng là hai bên xấp xỉ nhau. Rồi từ sau cái hồi đại hội đảng Dân Chủ lên á, thì có vẻ như là bà Harris là bà bây giờ đang huề và có khả năng thắng. Thành ra người ta nói rằng là như vậy á, là đảng Dân Chủ đang có cái đà tiến tới. Mà thêm một điều nữa là từ cái hồi mà bà Harris với ông Walz lên đại diện cho đảng Dân Chủ, thì cái chiến lược chính trị của họ cũng thay đổi. Tổng thống Biden á, bao giờ cũng là cái người mà giống như là chính trị gia lâu đời. Thành ra là cái thế hệ của ông là thế hệ như baby boomers, tức là ông là cũng 82 tuổi. Thành ra hồi đó họ cái gì cũng có vẻ rất là lịch sự, đàng hoàng, được chính chắn, nói người kiểu mà người gọi là elder statesman. Nhưng mà từ cái hồi mà bà Harris, tức là bà chỉ là 59 tuổi, ông Walz 61, 62, thì cái năng lượng của họ có vẻ là trẻ hơn, thì họ không có còn theo cái phụ thuộc cái chuyện vấn đề lịch sử nữa. Họ bắt đầu họ mới dùng cái chiến lược khác. Và chiến lược em thấy là hay lạ lạ nhất á, là người bắt đầu quay qua gọi ông Trump là kỳ quặc, tức là tạm dịch của vấn đề cái chữ weird. Mà thì thật ra mình nói là thường thường khi mà mình nói chuyện với nhau tiếng Anh thì mình nói weird này weird kia là không có gì hết, nhưng mà đặc biệt lên vấn đề chính trị á, thì mấy tuần nay cái vấn đề gọi bên ông Trump là kỳ quặc hoặc là ông J.D. Vance là quái gở là có vẻ làm như đảng Cộng Hòa bực bội lắm, phải không anh? Cái vấn đề á là mình nếu mà mình quen với cái kiểu của ông Biden rồi ấy, thì mình thấy rõ ràng là cái kiểu đó không có chơi không lại với ông Trump. Tại ông Trump cũng không chơi cái trò đó, đúng không? Ông Trump ấy là gặp đối thủ nào ấy, thì gán cho một cái tên, thí dụ như là Ron DeSantis thì bị gọi là Ron DeSanctimonious, Joe Biden thì là Sleepy Joe, Crooked Joe. Thành ra cái kiểu mà đàng hoàng quá chơi không lại. Thì bây mà ông Trump ấy, thì là quen cái kiểu là mình chơi người ta không dám chơi lại mình. Và bây giờ tự nhiên đụng phải một anh mới có 60 tuổi mà mình chưa kịp chơi nó đã chơi mình trước. Tại vì Trump là chưa kịp tấn công Tim Walz. Tim Walz đã mở màn trước bằng cách nói là cái băng đó nó weird lắm. Nó kỳ lắm. Nó quái gở lắm. Thì là tự dưng cái ông nó là cái tâm lý, đúng không? Mình chơi người ta quen rồi, chưa ai chơi là mình, tự nhiên có đứa chơi là mình, tự nhiên cái mình thấy ủa chơi gì kỳ vậy? Mà hồi nãy á, thành ra nó làm cho bên bên một một mặt á, là bên Cộng Hòa á, là hơi bị lúng túng không biết làm sao, là tại vì rất nhiều người bên Cộng Hòa không có chơi cái kiểu mà nói chuyện như là ông Trump được. Ông Trump ấy, thì ông một mặt khác nữa thì ông bực lên
ông ra tranh cử mà ông ra vận động mà ông còn nói đến cái chuyện mà cái tụi nó gọi tao là huyệt kỳ không, thành ra chứng tỏ là cái tâm lý ông dễ bị chọc, ông là cái người mà tâm lý dễ bị chọc dễ, và ngược lại nữa cũng là dễ bị nịnh. Cái tâm lý của ông Trump rất là wow, không bây giờ không lưỡng dũng, không những không lẽ mình lại nói là cái tâm lý rất là weird, nhưng mà có thể nói chung là cái tâm lý thực ra là rất là đơn giản và rất là dễ dễ bị giật dây, là vì dễ bị chọc giận, dễ bị rồi dễ bị nịnh để mà vuốt ve để mà xúi ông làm cái chuyện này chuyện kia. Thành ra mà một mặt nữa đấy thì là Trump thì ông biết là không lẽ là ông lại đi cãi tay đôi với Tim Walz, là tại vì Tim Walz là ứng cử viên phó tổng thống, ứng viên tổng thống bên này mà tự nhiên đi cãi tay đôi với ứng cử viên phó tổng thống bên kia thì nó không có hợp lý. Thành ra hơi bị kẹt ở chỗ đó. Mà hồi nãy mà anh Hiển có nói về cái tuổi của ông Tim Walz thì là bây giờ mình coi cái tweet này, là cái tweet này người ta nói là ông Tim Walz ông trẻ hơn Brad Pitt. diễn viên Brad Pitt ở bên tay tay trái của màn hình. Già hơn là ông Tim Walz. Tim Walz thì nhìn là rất là cụ. Như ông trên, ví dụ như ông trên tôi có mấy tháng à, và Kamala Harris trên tôi mấy ngày, ông trên bà Kamala 6 tháng, thành ra ông trên tôi cũng có mấy tháng à. Brad Pitt là trên tôi tới 1 năm lận. Thành ra có người ta nói là well thấy chưa, cứ mà đi dạy trung học đi thì nó già nhanh như vậy á. Tại vì ông Thì Tim cái Walz vấn thì, đề tuổi nhưng tuổi mà tác nó quan cái trọng như người thế mà cái nào? yeah, cái người mà cái gốc là dân dạy trung học rồi lại coach football thì là tất nhiên là không có nhiều lúc, mà tất nhiên là khi mà coach football ấy, mấy ông huấn luyện viên thể thao ở Mỹ là không có ông nào mà giữ gìn mồm miệng hết trơn ấy, mình cứ nói vậy đi, tức là muốn lúc mà muốn chửi là cũng có thể chửi cũng nặng nề lắm. Thành ra khi mà ông gọi cái phe bên Cộng hòa là weird ấy, thì nó làm cho bên đó nhột. Nhưng mà ngược lại anh, có những người bên mà chống Trump ấy, thì bảo là dùng cái chữ weird nó cũng có cái dở của nó. Anh có nghe chuyện đó không anh? Dở thì em không biết, nhưng mà người ta nói rằng là có những cái người mà theo đảng Cộng hòa, em có lên mạng xã hội em coi, họ nói rằng là bây giờ tại sao lại gọi tên như thế, name calling, cái họ nói họ không đồng ý. Well, cái đó thì là cái đó thì phải hỏi ông Trump tại sao lại đi name calling như vậy. Nhưng mà phía bên những người chống Trump ấy, thì có những người ta nói là dùng cái chữ weird đó nó dở cái chỗ là cái chữ weird đó là cái cá tánh của một người, cái người đó cái tính người ta weird nhưng mà người ta không làm hại ai, đúng không? Weird chưa chắc đã có hại, mà những người chống Trump ta nghĩ là nước ông Trump có nguy cơ làm hại nước Mỹ họ. Nhưng mà cái này á, nói weird có là nó có vẻ người ta thích những cái người mà họ ủng hộ hoặc đảng Dân Chủ, hoặc là những cái người mà ứng cử viên mà đang độc lập á, thì nó giải thích, nó giống như là nó diễn tả không phải chỉ cái người thôi, nhưng mà về cái vấn đề mà cái cách hành xử của họ đó, về vấn đề mà cái policy, cái chính sách của họ là Đúng. weird, tức là sao, đó là không có, nhiều khi nói là name calling, tức là bảo ổ tại sao lại chọc ông này ông kia, nói kỳ quặc vẻ giống giống như mình nói đùa, anh em mình nói chuyện với nhau thôi. Nhưng mà khi mà nói như vậy là người ta, những cái người bình thường á, người ta nghĩ rằng là tại sao những cái dự án như là những lời họ nói có vẻ như là lạ lùng, không có hợp lý đó, chứ còn không có phải là cái kiểu mà chỉ trích nặng giống như là gọi là phát xít hay là chống phân biệt chủng tộc, thì những cái thứ đó có vẻ là lại thích nữa. Tại vì nếu mà giống như là người độc tài chẳng hạn, thì có vẻ là ta đây là người rất là độc tài, là người mạnh, là power, like powerful, người chính sách, là giống như là đại tướng, hay là không có bị yếu. Nhưng mà weird nó là nó diễn tả về cái chính sách đó, phải không anh? Ok, tức là ý ấy, là nếu mà mình dùng cái chữ weird đó cho cái chính sách ấy, thì nó cũng thích hợp luôn nếu mà đối với cái phe chống Trump, đúng không ạ? Tại vì cái phe chống Trump có thể vì nhìn vào những cái chuyện như là đòi rút ra khỏi NATO, là cái khối mà quốc phòng mà xưa nay ấy, là cái gọi là coi như là cái cột chống thứ nhất để mà ủng hộ cho an ninh của nước Mỹ. An ninh của nước Mỹ dựa vào cái sự kết nối với NATO rất là nhiều, mà tự nhiên trên trời rơi xuống cái chính sách mà đòi rút ra khỏi NATO là thế nào?
cái đó nó kỳ cục, nó kỳ quặc, nó quái gở, nó ở chỗ đó. Thành ra đúng là nếu mà đối với người chống Trump ấy, thì nếu mà mình chỉ miêu tả cái chữ quyệt đó đối với cái cá tính của ông Trump ấy, thì nó không có đi, đối với người ta nó không có đủ. Nhưng mà nếu mình áp dụng cái chữ quyệt đó cho cái chính sách của ông Trump thì đối với những người chống Trump ta thấy ok, cái đó thì cũng được. Nhưng mà dù là cái đó là cái đào sâu vào cái chữ thôi, chứ về bề mặt đó là dùng cái chữ quyệt đó là phía bên dân chủ khoái quá trời luôn, đúng không? Thành ra đến đây thì mình tạm ngừng trong giây lát cho phần thông tin thông ngoại của đài. Xin mời quý vị quay lại.